Chào đón quý vị khán giả thân mến đã đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9. Thưa quý vị, ban biên tập chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành một người bạn đồng hành của quý vị khán giả, đem đến những tin tức mới nhất và những giá trị văn hóa quay về truyền thống qua phần nhân sinh cảm ngộ. Và trước hết chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thêm 3 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới, Việt Nam có 1.063 bệnh nhân. Hàng chục học sinh thành phố Hồ Chí Minh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. 3 người thương vong khi đang bốc hàng lên toa xe lửa. Bé sơ sinh bị phá bỏ ở tuần thai thứ 31 sống lại kỳ diệu. Thành phố Hồ Chí Minh trải qua 42 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thanh tra vào cuộc vụ phụ huynh tố con bị úp mặt vào tường vì không học thêm. Cắt điện phải báo trước ít nhất 5 ngày. Chửi thề trong lúc hát karaoke bị người đi đường chém trọng thương. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bản tin lúc 18 giờ ngày 13 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán cho biết Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới đều là người được cách ly sau khi nhập cảnh. Cụ thể như sau. Ca bệnh số 1061 là nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Phan Đình Phùng, Nam Định. Ca bệnh số 1062 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh số 1063 là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Bệnh nhân số 1061 đến 1063 từ Nga trên chuyến bay VN5062 về sân bay Cam Ranh ngày 10 tháng 9, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại trung đoàn BB888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 9 của các bệnh nhân là dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Vào chiều ngày 13 tháng 9, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 20 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm. Tất cả 20 trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm là học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 11 tháng 9, ở trường các em được ăn bánh canh tôm và bánh su kem. Tuy nhiên đến chiều ngày 12 tháng 9, các em mới xuất hiện chung triệu chứng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Khanh cho biết, nhiều trẻ có cùng trường có chung biểu hiện như vậy. Bước đầu có thể nghi ngờ đó là ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên vẫn phải chờ kết quả mẫu bệnh phẩm mới có kết luận chính xác. Trong khi đó, ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trưa thứ 6 ngày 11 tháng 9, học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông ăn trưa với món bánh canh tôm, bữa xế chiều ăn bánh su kem, các suất ăn do đơn vị bên ngoài cung cấp. Sau đó có 98 em có các dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu. Đến chiều ngày 12 tháng 9, có 8 em nhập viện. Bệnh viện quận 2 sáng ngày 13 tháng 9 có thêm 12 em khác được đưa đến bệnh viện với cùng biểu hiện nôn, đau bụng, sốt. Hiện tại sức khỏe của các em đã tạm thời ổn định. Theo báo Tiền Phong đưa tin, Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương xác nhận đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 3 người thương vong khi đang bốc xếp hàng hóa từ kho lên toa xe lửa. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 12 tháng 9, khi đó một nhóm 7 người đang làm việc tại nhà kho chứa phân vô cơ nằm trong ga Sóng Thần thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An. Tại đây, bất ngờ những bao phân trong kho đổ sập. Hàng chục bao phân đè lên 3 người, trong khi đó 4 người chạy thoát được. Đến sáng ngày 13 tháng 8, qua xác minh đã xác định được 2 người tử vong tên Trần Văn Hải, 30 tuổi, quê Nghệ An và Nguyễn Văn Rự, 49 tuổi, quê Bình Dương. Người bị thương nặng đang cấp cứu là anh Lê Văn Thường, 37 tuổi, quê Thanh Hóa. Mới đây, bác sĩ Thái Bằng Giang, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Sanh Bôn cho biết, em bé được nhóm thiện nguyện đưa từ một cơ sở nạo phá thai ở Hà Nội vào cấp cứu lúc 20 giờ ngày 4 tháng 7. Bé mới chào được khoảng 30 phút đã có sức khỏe ổn định. Bé được đặt tên là Nguyễn Bình An. Thời điểm nhập viện, trẻ chỉ nặng 1,6 cân, đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn thân tím tái, hạ thân nhiệt nặng. Chỉ còn 34,8 độ C, trong khi thân nhiệt bình thường là trên 36,5 độ. Hiện tại bé đã tự thở, tỉnh táo, hồng hào, tự bú. Bệnh viện đang chờ làm các thủ tục đưa bé về trung tâm bảo trợ trẻ em. Bác sĩ cho biết, một em bé sinh đủ tháng thường có tuổi thai được tính từ tuần thứ 38 đến 42 tuần. Em bé này sinh ra ở tuần thứ 31, nặng 1,6 cân là đẻ non, thiếu khoảng 8 tuần.
Bình thường, một đứa trẻ đẻ non chào đời trong cơ sở y tế đảm bảo đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ sau sinh bằng các biện pháp ủ ấm, hút dịch mũi họng, làm thông thoáng đường thở, đảm bảo mạng sống của trẻ. Tuy nhiên, bình an chào đời do người mẹ nạo phá thai. Khi nạo phá thai, nhân viên y tế sẽ làm mọi cách để đưa bé ra ngoài chứ không cẩn thận như đỡ đẻ, nên bé gặp sang chấn. Khi chào đời, bé cũng không được áp dụng các biện pháp hỗ trợ nên mới diễn tiến rất nặng, ngừng tim, ngừng thở chỉ sau 30 phút. Bác sĩ Giang nhận định bình an sống được là rất may mắn. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), từ ngày 2 tháng 8 đến nay, thành phố trải qua 42 ngày không xuất hiện ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 13 tháng 9, 77 trên 77 bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đều đã khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn trường hợp nghi ngờ. 18 người từng mắc viêm phổi Vũ Hán sau khi xuất viện đang trong thời gian được giám sát tại thành phố Hồ Chí Minh. 54 trường hợp đã kết thúc theo dõi. Ngoài ra, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường hoạt động lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên, người phục vụ tại các chợ đầu mối doanh nghiệp. Đến nay, HCDC chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh. Trong thời gian tới, thành phố sẽ lên kế hoạch thu phí cách ly, bao gồm cả chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày. Toàn bộ tổ bay của các chuyến quốc tế có lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh cũng được lấy mẫu xét nghiệm và giám sát. Đến nay, tổng cộng 5.213 trường hợp được lấy mẫu, tất cả đều có kết quả âm tính. Trong thông tin được đăng tải trên mạng ngày 12 tháng 9, một phụ huynh ở Hưng Yên tố trên mạng xã hội việc con mình hiện học tại trường tiểu học An Tảo, thành phố Hưng Yên phải úp mặt vào tủ sách 35 phút vì không đăng ký học tiếng Anh bổ trợ. Phụ huynh của cháu bé tên là DNB cho biết, ngày 18 tháng 9 năm 2019, chị đi họp phụ huynh và được thông báo về việc trường chỉ tổ chức dạy 2 tiết ngoại ngữ một tuần. 2 tiết còn lại học theo chương trình của Victoria, chương trình bổ trợ. Đồng thời, mỗi học sinh phải đóng thêm 70.000 đồng một tháng. Bức xúc vì tiết học chính của con bị thay bằng tiết thu phí ngay tại thời gian học chính thức, nên chị NB cùng 2 phụ huynh khác đã không đóng tiền và không cho con học. Tuy nhiên, đến buổi học ngày 1 tháng 10 năm 2019, chị NB được nghe con gái khóc kể rằng mình và 2 bạn khác không đăng ký học đã bị cô giáo tiếng Anh yêu cầu mang ghế xuống cuối lớp, ngồi úp mặt vào tường, quay lưng về phía bảng suốt buổi học. Theo phụ huynh DNB, sự việc đã xảy ra một năm qua nhưng gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời bằng văn bản từ phía nhà trường hoặc các cơ quan chức năng. Đặc biệt, cháu bé vẫn lo lắng vào giờ học tiếng Anh bởi sợ bị úp mặt vào tường. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên cho biết, năm 2019, phụ huynh DNB đã gửi đơn đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Theo quy định về phân cấp quản lý, sau khi nhận được đơn thư, Sở chuyển lại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên xử lý do Sở chỉ quản lý học sinh cấp 3, còn Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý khối mầm non cấp 1 và cấp 2. Ông cho hay hiện thanh tra đang tiến hành xác minh tất cả các nội dung đơn thư phản ánh. Việc này cần có thời gian, chưa thể kết luận là có hay không. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 22/TT-BCT quy định về điều kiện trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Trong đó có một số điều đáng chú ý như sau. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất là 5 ngày. Khi xảy ra các trường hợp phải ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp, bên bán điện cũng phải thông báo cho bên mua điện theo hình thức đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện trong thời hạn 24 giờ từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp. Khi bên mua điện có các hành vi trộm cắp điện thì bên bán điện ngừng cấp điện ngay sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập. Đặc biệt, chỉ cấp điện lại khi bên vi phạm đã khắc phục hậu quả, thanh toán đầy đủ tiền điện, tiền lãi của khoản điện chậm trả nếu có. Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện phải gồm lý do, thời gian bắt đầu và thời gian điểm dự kiến đóng điện trở lại hoặc đảm bảo mức cung cấp điện bình thường. Lý do, thời gian bắt đầu và thời điểm dự kiến đóng điện trở lại hoặc đảm bảo mức cung cấp điện bình thường. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2020. Vào trưa ngày 13 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Danh Được 18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao về tội cố ý gây thương tích sau gần 9 tháng bỏ trốn và bị truy nã. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Được và người hát karaoke. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 1, anh Danh The, 23 tuổi, ngụ chung xã với Được,
cùng một số người khác nhậu và hát karaoke tại nhà của ông Danh Phoi thuộc ấp An Hòa, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao. Trong lúc hát, do thùng loa mất kết nối âm thanh nên một người trong nhóm của anh Danh The chửi thề. Khi đó Danh Được và một người bạn của mình chạy xe máy ngang qua đây, nghe và tưởng là có người chửi mình nên dừng lại hỏi chuyện. Thấy có người trước nhà, Danh The cầm cây đi ra thì Danh Được bỏ chạy về nhà. Sau đó Danh Được cầm dao tự chế cùng với hai người khác quay lại nhà tổ chức hát karaoke, chém nhiều nhát vào người anh Danh The gây thương tích là 17%. Sau khi gây án, Danh Được bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Quao đã ra quyết định truy nã Danh Được. Và tiếp theo đây là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cho biết phòng thí nghiệm Vũ Hán tạo ra virus viêm phổi Vũ Hán. Gia đình các nhà hoạt động Hồng Kông bị bắt yêu cầu phóng thích thân nhân khỏi trại giam Trung Quốc. Các nhà lập pháp Mỹ chất vấn Disney về phim Hoa Mộc Lan. Trung Quốc cảnh báo công dân không tới xét. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Loose Women của Anh, nhà virus học nổi tiếng từ Trung Quốc Diêm Lệ Mộng đã đưa ra nhận định của mình về nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cô nói virus viêm phổi Vũ Hán đến từ phòng thí nghiệm, đó là phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và phòng thí nghiệm này được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Cô Diêm cho biết nhận định của cô được củng cố bởi những thông tin đến từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và từ các bác sĩ địa phương. Cô Diêm cũng mô tả chính quyền Trung Quốc đã đổ lỗi bùng phát dịch bệnh cho một khu chợ ở Vũ Hán nhằm che mắt thế giới. Diêm Lệ Mộng cho biết rằng cô dự định sẽ sớm công bố thông tin chứng minh lý thuyết của cô về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán. Cô nói, trình tự bộ gen của virus này giống như được con người sắp xếp. Tôi sử dụng bằng chứng để nói cho mọi người biết tại sao nó lại đến từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, tại sao họ là những người duy nhất tạo ra nó. Theo Reuters, một nhóm các gia đình Hồng Kông đã yêu cầu phóng thích ngay lập tức thân nhân là các nhà hoạt động dân chủ bị chính quyền Trung Quốc bắt giam hồi tháng trước khi cố gắng chạy đến Đài Loan bằng thuyền. Thân nhân của 6 trong số 12 nhà hoạt động bị giam giữ đã đeo khẩu trang và đội mũ để che giấu danh tính khi họ lần đầu công khai kêu gọi sự giúp đỡ đối với hoàn cảnh của họ. Đi cùng họ là một số chính trị gia ủng hộ dân chủ tại địa phương. Một số người đã khóc nức nở khi đưa ra một số yêu cầu, bao gồm việc cho phép những người bị giam giữ tham vấn luật sư do gia đình chỉ định chứ không phải do chính phủ Trung Quốc chỉ định và phải được phép liên lạc với người thân của họ ở Hồng Kông. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Trung Quốc bắt giữ 12 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông. Theo Reuters, một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã gửi một bức thư thúc giục giám đốc điều hành Walt Disney, ông Bob Chapek, giải thích mối quan hệ của tập đoàn giải trí và truyền thông này với các cơ quan an ninh và tuyên truyền tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc, trong quá trình sản xuất bộ phim Sử thi chiến tranh Hoa Mộc Lan. Bản làm lại bộ phim hoạt hình kinh điển về một nữ chiến binh cổ đại nổi tiếng ở Trung Quốc với mức vốn đầu tư lên đến 200 triệu USD của Disney đã gây tranh cãi vì được bấm máy một phần tại khu vực Tân Cương, nơi cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác của Bắc Kinh đang bị nhiều chính phủ, bao gồm Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên án. Các thượng nghị sĩ và đại diện Đảng Cộng Hòa viết trong lá thư rằng, sự hợp tác rõ ràng giữa Disney với các quan chức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, những người chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc tiến hành các hành vi tàn bạo và việc che đậy những tội ác đó, là điều vô cùng đáng lo ngại. Bức thư thúc giục Disney đưa ra lời giải thích chi tiết cho vấn đề này. Trong một thông báo ngắn gọn, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này không nên tới xét vì các dấu hiệu bùng phát nhanh chóng đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Xét từng được ca ngợi vì đã xử lý thành công đại dịch. Tuy nhiên, vào tuần trước, Séc lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca mắc trong một ngày, buộc các nhà chức trách phải siết chặt quy định đeo khẩu trang trong nhà. Mặc dù Bắc Kinh viện dẫn lý do liên quan tới số ca nhiễm tăng vọt để giải thích cho việc khuyến cáo người dân không tới Séc, song cảnh báo đi lại được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ song phương sau khi Chủ tịch Thượng viện Séc Milo Vajtasol có chuyến thăm chính thức tới Đài Loan. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhanh đã lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Thượng viện Séc vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc khi thực hiện chuyến thăm chính thức tới Đài Loan, cảnh báo ông Vajtasol sẽ phải trả giá đắt vì hành vi nông cạn của mình.
Và tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Chính quyền Trump chào đón doanh nghiệp Mỹ trở lại từ Trung Quốc. Liên minh các hiệp hội cảnh sát quốc tế ủng hộ Tổng thống Donald Trump thêm nhiệm kỳ 2. Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu đô cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong. Nhật Bản cảnh báo tình hình Biển Đông và Hoa Đông xấu đi do Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước không chủ quan trước sự phát triển của vaccine viêm phổi Vũ Hán. Indonesia đưa Twitter vào danh sách doanh nghiệp bị áp 10% thuế giá trị gia tăng. Malaysia đóng cửa một trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo giờ Epoch Times, trưởng ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết rằng chính quyền Trump có thể tạo ra các động lực tài chính và tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ chuyển rời hoạt động sản xuất từ Trung Quốc trở về đất mẹ, tạo việc làm cho người dân Mỹ. Ông Kudlow phát biểu tại hội nghị trực tuyến thường niên của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ ESIM rằng nó giống như đứa con hoang tàn trong kinh thánh. Bạn biết đấy, chúng tôi muốn đứa con hoang tàn đó trở về nhà. Và chúng ta sẽ mở rộng vòng tay cho đứa con hoang tàn và chăm chước cho nó bất cứ phần thưởng nào mà chúng ta có thể. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra đã thúc đẩy nhu cầu đưa dây chuyền sản xuất các lĩnh vực quan trọng trở lại Hoa Kỳ. Liên tiếp trong tuần qua, nhiều liên minh hiệp hội cảnh sát đã tuyên bố ủng hộ tán thành chiến dịch tái tranh cử 2020 của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế cho biết họ ủng hộ vì Tổng thống Donald Trump đã làm được nhiều việc hơn cho việc thực thi pháp luật so với 8 năm cầm quyền của Barack Obama. Theo CoastHouseNews.com, Chủ tịch Liên minh các Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế IUPA Sam Cabral cho biết Tổng thống Trump đã làm cho các cộng đồng an toàn hơn bằng cách ký lệnh hành pháp trang bị cho cảnh sát các thiết bị quân sự cứu người, ủng hộ đạo luật sức khỏe tâm thần và sức khỏe, giúp cải thiện khả năng tiếp cận của cảnh sát với các dịch vụ sức khỏe tâm thần và cung cấp kinh phí để thuê nhiều nhân viên thực thi pháp luật hơn. Ông Sam Cabral cho biết thêm, Tổng thống Trump thậm chí đã gỡ bỏ một số biện pháp nguy hại của chính quyền tiền nhiệm. Ông cũng lưu ý việc Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp William Barr thi hành một chiến dịch nhằm truy tố mạnh mẽ hơn những tội phạm tấn công các sĩ quan cảnh sát. Cùng thời điểm, giám đốc chiến dịch của Tổng thống Donald Trump là ông Brad Parcell cho biết rằng Tổng thống luôn đứng đằng sau ủng hộ cảnh sát và tôn vinh họ vì công việc nguy hiểm hàng ngày. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp Bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 27. Cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng 26 nước thành viên Diễn đàn khu vực ASEAN bao gồm Triều Tiên và Cao ủy Liên minh châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Biegun và nhiều ngoại trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự dựa trên luật lệ trong việc giải quyết căng thẳng và quân sự hóa ở Biển Đông và bày tỏ quan ngại về xói mòn tự chủ ở Hồng Kông. Ông Biegun cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Nội dung thảo luận cũng bao gồm quan ngại về ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và sự cần thiết của phối hợp trong công tác ứng phó ở khu vực cũng như vaccine giá rẻ. Ông Biegun kêu gọi trao đổi thông tin kịp thời và minh bạch, đồng thời nhấn mạnh khoản tiền 20,5 tỷ USD chính phủ Mỹ đầu tư cho việc phát triển vaccine và các biện pháp điều trị viêm phổi Vũ Hán, cũng như hỗ trợ các nước khác ứng phó với dịch bệnh. Đồng thời nhấn mạnh việc phát động quan hệ đối tác Mekong-Mỹ và thông báo hỗ trợ bổ sung 150 triệu đô cho các hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong. Tại diễn đàn khu vực ASEAN ARF trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 vừa kết thúc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cảnh báo tình hình Biển Đông và Hoa Đông đang trở nên xấu đi bởi Trung Quốc tăng cường hoạt động tại những khu vực này. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường sự thống nhất của cộng đồng quốc tế hướng tới giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu nhấn mạnh rằng tình hình tại những khu vực này đang rất nghiêm trọng. Nhật Bản có cùng quan điểm lo ngại sâu sắc với các nước tham gia diễn đàn khu vực ASEAN đối với hành vi của Trung Quốc. Việc đảm bảo an ninh tự do hàng hải tại khu vực Thái Bình Dương là lợi ích chung của tất cả các nước có liên quan.
Gần đây, Nhật Bản liên tục có những phát ngôn về hành động đơn phương của Trung Quốc gây căng thẳng khu vực Biển Đông và Hoa Đông, phê phán hành vi của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế. Phát biểu trước báo giới ngày 13 tháng 9, bà Margaret Harris, người phát ngôn của WHO cho rằng thế giới đang trong giai đoạn tốt hơn rất nhiều nhờ vào sự hợp tác toàn cầu. Bà nói 8 tháng sau khi thế giới đối mặt với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, chúng ta đang ở trong giai đoạn tốt hơn rất nhiều khi có một số ứng cử viên vaccine rất có triển vọng. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử loài người và đó là kết quả của sự hợp tác toàn cầu. Bà Margaret cũng nhấn mạnh, việc chia sẻ thông tin và kiến thức về dịch bệnh không chỉ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về virus viêm phổi Vũ Hán, mà còn giúp đội ngũ y bác sĩ điều trị tốt hơn cho những người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bà cảnh báo một số quốc gia đang chủ quan khi nghĩ rằng vaccine là liều thuốc triệt để, nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế và thiếu cảnh giác trước nhiều nguy cơ. Do vậy, người phát ngôn WHO kêu gọi mọi quốc gia cần nâng cao cảnh giác bất chấp sự phát triển của vaccine hiện nay, đồng thời chung sức để tìm ra giải pháp cuối cùng khống chế đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và ngay sau đây là một số tin tức về khu vực Đông Nam Á. Indonesia thông báo đã bổ sung thêm 12 công ty công nghệ, trong đó có công ty truyền thông xã hội Twitter hay công ty sở hữu công nghệ video trực tuyến Zoom vào danh sách các doanh nghiệp bị áp 10% thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán ra. Theo thông báo, ngoài các công ty nêu trên, danh sách mới bổ sung còn có mạng Leakly, công ty cung cấp dịch vụ diệt virus MCAP. Ngoài ra, cơ quan thuế của Indonesia cũng đưa vào danh sách hãng phát triển game Mojang AB, công ty cung cấp nền tảng Stream Novi Digital Entertainment và BCCW Vuclip, cũng như các chợ ảo như Jingdong và Shopee. Hiện các công ty mới được bổ sung vào danh sách phải nộp thuế tại Indonesia chưa đưa bình luận nào. Theo quy định mới, các tập đoàn công nghệ nước ngoài bán cho người mua ở Indonesia các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số giá trị ít nhất là 600 triệu rupiah, tương đương với 41.667 đô một năm, hay đạt lưu lượng truy cập ít nhất là 12.000 lượt một năm, sẽ được yêu cầu nộp 10% thuế VAT. Tờ Bangkok Post cho biết, Malaysia đã đóng cửa trạm kiểm soát biên giới Bukit Kayu Hitam giáp với tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan cho đến ngày 25 tháng 9 để kiểm soát sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán ở bang Kedah. Đại sứ quán Thái Lan ở Kuala Lumpur viết trên trang Facebook của cơ quan này rằng người Thái Lan ở Kedah sẽ không thể về nước qua cặp cửa khẩu Bukit Kayu Hitam và Sadao. Theo Đại sứ quán Thái Lan, công dân nước này đã đăng ký về nước qua cửa khẩu Sadao từ nay cho đến 25 tháng 9, nên đăng ký lại và chọn các cửa khẩu khác như Bê Tông, Sungai Kalok hay Wang Prachan. Việc đóng cửa tạm thời cửa khẩu Bukit Kayu Hitam diễn ra sau khi có các ca viêm phổi Vũ Hán mới ở bang Kedah, hiện ghi nhận 16 ca mới chỉ riêng trong ngày 9 tháng 9. Trong khi đó, các nhà chức trách Thái Lan cũng đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt dọc theo biên giới sau khi số lượng các ca nhiễm mới tăng lên ở các nước láng giềng. Và sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày. Trước tiên là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Bản tin sáng ngày 13 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán cho biết Việt Nam có thêm 3 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới. Hiện tại, tổng số ca nhiễm trên cả nước là 1.063 ca, trong đó có 35 ca tử vong, 107 ca đang điều trị và 918 ca đã hồi phục. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 36.299 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 504 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 17.703 người. Cách ly tại nhà nơi lưu trú là 18.092 người. Tiếp theo là tin đáng chú ý trên thế giới. Liên tiếp trong tuần qua, nhiều liên minh hiệp hội cảnh sát đã tuyên bố ủng hộ tán thành chiến dịch tái tranh cử 2020 của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế cho biết họ ủng hộ vì Tổng thống Donald Trump đã làm được nhiều việc hơn cho việc thực thi pháp luật so với 8 năm cầm quyền của Barack Obama. Và sau đây là số liệu tổng hợp theo nguồn Worldometer về các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tổng số ca nhiễm trên thế giới đang là 28.960.892 ca. Tổng số ca tử vong đang là 924.874 ca.
và tổng số ca hồi phục đang là 20.840.677 ca. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tổng hợp của Hành Trình Tương Lai và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé. Một số người cho rằng muốn xem một người có ưu tú hay không, hãy nhìn xem họ làm gì lúc rảnh rỗi. Trên đời này có những người rất bận rộn, họ tận dụng khoảng thời gian trống khi ngồi trên xe, khi chờ đợi để đọc, suy tưởng, sáng tạo. Nhưng cũng có những người cả ngày không làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Rảnh rỗi không phải là phúc khí của một người. Ngược lại, cách hủy hoại một người nhanh nhất là khiến họ nhàn rỗi. Như tiểu thuyết gia Roman Roland từng nói, gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc mà là sự nhàm chán. Rảnh rỗi có thể mang lại niềm vui tạm thời, nhưng liên tục nhàn rỗi sẽ khiến người ta nhàm chán, thậm chí là thu chột ý chí, kéo rời bạn khỏi những mục tiêu tốt đẹp mà bạn từng đặt ra. Tất nhiên, quá bận rộn hoặc quá nhàn rỗi đều không nên. Trong Thái Can Đàm có câu, đời người nhàn rỗi chớ sinh ý nghĩ trộm cướp, quá bận rộn thì đánh mất bản tính chân chính. Trong bận có rảnh, trong rảnh có bận, có việc để làm, có người để yêu thương, có chốn mong đợi, đó mới là trạng thái trọn vẹn nhất của cuộc đời. Khi bạn bắt đầu biết cách trân trọng, tận dụng thời gian và sắp xếp cuộc sống hợp lý là bạn đang kéo dài tuổi thọ, mở rộng giá trị cuộc sống. Cái gọi là sống hết mình, đó chính là chúng ta không buông xuôi mọi giai đoạn của cuộc đời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay. Trước khi tạm biệt quý vị, Hồng Nhung muốn chia sẻ đến quý vị rằng trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị hãy tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như Hồng Nhung được biết, đây là một trong những phương pháp giúp chúng ta duy trì một sức khỏe tốt, một tinh thần ổn định cũng như tăng sức đề kháng mà phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Quý vị yêu mến, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Hành Trình Tương Lai cùng với kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết của chúng tôi quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin tiếp theo.